Chả biết cái gì là chả biết cái gì. Rồi, dạ, dạ. Thế rồi, quả đây mất bạn. Chưa vào phòng được luôn này. Hello. Hello teachers. How are you today? So-so. And you? So-so. Yeah, me too. I'm good. Okay. Okay, so now let's look at your homework and let's check it. Yes. In the winter, it's dark. After school, I come in 3:30 and do my homework. Then I play these video games. Last year, my favorite video game was Tits Dog. But the games that I like now is Guitar Hero. Guitar Hero is a game that is popular. Popular. Yeah, popular. Popular. With my friends, 2 months. 2 months ago, I wasn't very good at playing the game. Some of the music are very difficult, but now I am good. Player, I often play in the evening with my friend. And on Saturday and Sunday too. Thứ đúng không? Thứ mình sẽ dùng dưới từ gì nhỉ? On à? Yes, on. On Saturday and Sunday too. Lưu ý cho cô một số về on. Cách phát âm nhá. Ví dụ như là hero. 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 Có nghĩa là gì nhỉ? Em tưởng là tên riêng chứ không? Anh hùng. Yeah. Hero có nghĩa là anh hùng. Và một từ nữa là popular. Popular. Là phổ biến. Okay. Yeah. Good at thì cộng với verb gì nhỉ? Good at có nghĩa là tốt ở môn nào đấy à? Yes, có thể cộng với cả danh từ hoặc là verb ing đúng không? Playing, danh từ hoặc là verb ing. Yes. Okay, I think so. Còn một chỗ nữa. Đó là trước giờ thì mình dùng giới từ gì? 3:30. At ạ, trước at. At, đúng không? Vừa rồi mình nói là come in, wrong. Okay, sẵn. Thank you very much. Nhìn chung thì mình đã chọn đúng các đáp án và nhớ được cái cách sử dụng các giới từ. Hey now, we will start with today's lesson. Yeah, listen and read. Đầu tiên là mình sẽ nghe trước nhé. Track B58, page 102, activity 18. Listen and read.
Fantastic! We're rich! Oh! A monster! This is scary! What's happening? Hi, kids! It's Captain Hermosa! It's the golden penguin of Ice Island! Good job, kids! Good job, penguin! I know this statue! It's the statue of King Ten, who was my grandfather! He was king of the penguins 50 years ago. Okay. Yeah. Cái nội dung của bài này nó là cái bài tiếp theo của bài hôm trước mình nghe đúng không? Do you remember any detail of the story that we learned the curious lesson? Cái nhớ cái nội dung của bài đọc mà mày nghe hôm trước không nhỉ? Buổi trước ấy. Buổi gần nhất. Buổi trước em nhớ là không có bài. Về cái bài mà tức là cách đây một vài bài, một vài lesson trước ấy. Có một cái bài nghe mà một ông thuyền trưởng bị mất kho báu bởi vì bọn gì bọn trộm. The thief. Do you remember? Yes. Đúng không? Thì đây tiếp tục cái bài hôm đấy. Yes. Okay. Now can you read out loud? Fantastic. We are rich. Yeah, we are. Wow, we are rich. We are. Nó viết tắt của we gì? We are. We are. Chỉ nên tắt ra như cái tắt. Thì tức là sau khi bọn trộm nó lấy được kho báu xong thì nó nói là gì nhỉ? Bây giờ nó mở kho báu ra và chúng nói là chúng ta đã giàu có. We are rich. Thật là tuyệt vời. Fantastic. We are rich. Okay. Yeah. A monster. Có nghĩa là có một con quái vật ạ. Tức là khi mà mở cái hộp ra đúng không? Thì tưởng ở trong hộp có kho báu nhưng mà không ngờ lại bay ra một con quái vật. Okay. And can you guess what is it? Cái con quái vật này là chính con gì đóng nhỉ? Penguin đúng không cô? Penguin. Chim cánh cụt đấy ạ. Yes, that's a penguin. Cái con chim cánh cụt đóng giả đúng không? This is scary. What's happening? Chúng nói với nhau là gì nhỉ? This is scary. Scary là? Thật là đáng sợ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Yeah. Hi kids. Is Captain Formosa. Là chào các bạn nhỏ. Đó chính là thuyền trưởng Formosa. Yes. Tức là họ đang ở hai cái con thuyền khác nhau đúng không? Next. Is the golden penguin of the Iceland. Good job, kids. Ở đây nhá, ice. Island. Island là? Là hòn đảo. Hòn đảo. Cái từ island này lùi đọc nhá. Mặc dù mình nhìn thấy ở cái trong từ này có S ở đây đúng không? I-S-L. A-N-T đúng không? Mà khi đọc nhá, mình không phải đọc là ice mà mình chỉ đọc là island. Nó không có cái M-S đấy. Còn ice. S là của cái ice băng này này. Good job, penguins. I don't know this statue. Is the statue of
King Pan, who was my grandfather. He was king of the penguins 50 years ago. Yeah. Tức là bạn nhỏ này bạn ấy nói cái gì nhỉ? Rất tốt, chim cánh cụt. Tôi không biết yeah, sự là sau đó thì hai cái lời sau đó ấy, thì không phải là của bạn nhỏ này mà là của chính là của hai bạn gì? Của mình nhìn thấy những cái chấm tròn tưởng tượng gần đây không? Là của hai con chim cánh cụt ạ. Lời tiếp theo của hai con chim cánh cụt đúng không? Yes. Đầu tiên là con bên này nó nghĩ là gì? I know this statue. I know là cái gì? Tôi không biết. À tôi biết về bức tượng. I know mà. Tôi biết. Wow. Nhầm với I don't know. Tôi biết. Và con bên này thì nghĩ là gì nhỉ? Đây là một bức tượng nói về vua Pan, cái người mà là ông của con chim cánh cụt bên phải, và ông ấy đã là vua của loài chim cánh cụt 55 về trước. Yeah, 50 năm trước. Con chim bên này thì nghĩ là đây chính là cái tượng của vua chim cánh cụt, ông nội của tôi, my grandfather. Okay, so now please answer the question. What is the treasure? Thì tóm lại cuối cùng là cái kho báu là cái gì nhỉ? Kho báu là is penguins, is gold penguins. Chính là the golden penguin, nhớ là golden nhá. Cái gì đó làm bằng vàng ấy, golden. Golden penguin. Yeah. That's the statue. Okay. Now let's do this. Can you read the request of activity 3? Number the sentence in the correct order. Tức là mình phải làm gì nhỉ? Number. Đánh dấu các câu trong đây cho thứ tự đúng không? Sao cho các thứ tự đúng đánh thứ tự, đánh số tự đúng không? The number. Nó còn có là động từ là đánh số thứ tự nữa. À bây giờ mình sẽ phải sắp xếp. How many sentences are there? There are 7 total. 7. 7 câu. Seven sentences. Bây giờ mình sẽ sắp xếp ra để hoàn thành cái nội dung câu chuyện theo thứ tự đúng nhé. First, please read out loud and translate it into Vietnamese. Dịch cho tất cả những câu này, sau đó mình sẽ cùng sắp xếp. Ấy. Những tên trộm. Read out loud first. The thieves' boat is on the submarine. Submarine. Do you know the meaning? Yes, is nó là tàu ngầm ạ. Yes. Câu này sẽ nghĩa là những tên trộm đã ở trên chiếc tàu ngầm. Cái gì của những tên trộm nhỉ? Nhưng mình cái sở hữu cách ở đây nhá. Chiếc thuyền của những tên trộm đã ở trên chiếc tàu ngầm. Yes. Chính xác. B. The thieves find the treasure. Find. Yeah. Những tên trộm đã tìm thấy. Yes. Yeah. Những tên trộm đã tìm thấy kho báu. Tìm thấy kho báu. C. Captain Formosa catches the thieves. Là thuyền trưởng Formosa đã nhìn thấy những tên trộm. Catch. Không chỉ là đơn giản là nhìn thấy mà là gì? Đuổi theo.
Next. The submarine. Submarine comes up under the sea's port. Chiếc tàu ngầm. Những tên trộm đã ở dưới chiếc tàu ngầm. Come up. Những tên trộm và chiếc thuyền của chúng đã ở dưới tàu ngầm. Come up có nghĩa là xuất hiện ra. Tức là cái tàu ngầm ấy thì nó ở dưới mặt nước đúng không? Nên là đầu tiên là dưới. The captain and the kids have the treasure. Nghĩa là thuyền trưởng và những đứa bé đã có kho báu. Yes. The thieves are scared. Là những tên trộm đang sợ, đã sợ. Tên trộm sợ hãi. A monster penguin jumps out of the sea. Là một con quái vật chim cánh cụt đã nhảy ra khỏi biển. Yes, come out of the sea. Nhảy lên trên. Okay, now you number. Sao xét thứ tự thì câu đầu tiên sẽ là gì nhỉ? B. Yes, B. Đầu tiên là bọn trộm tìm thấy kho báu này. Mật chú. D. Đi là gì? Những tên trộm và chiếc thuyền đã ở dưới tàu ngầm. Đây là gì? Cái tàu ngầm nó hiện ra ấy. Thì mình nhìn lại cái chi tiết này nhá. Xem lại chi tiết là câu chuyện. Đầu tiên là chúng tìm thấy này. Sau đó là đến gì nhỉ? À, chứ. Phải là đến con gì? Phải đến con monster, con quái vật. Con quái vật ra đúng không? Chính là G. Next. 3 là Sau khi con quái vật ra thì bọn chúng nó à F. The thieves are scared. Next. Yeah. 4 là A đúng không cô? The thieves wrote E on the submarine. Lúc này là nó đã ở trên hẳn rồi. Còn trước khi mà nó ở trên thì nó phải có cái gì trước nhỉ? Ở đây nó phải xuất hiện ra trước đúng không? Thì sau đó nó mới ở trên hẳn thuyền. Xuất hiện là gì nhỉ? Là đi đúng không cô? And then A. Signal C. Bắt được đúng không? Catch. Đuổi theo bắt được. And the last one E. Next activity. Can you read the request? Circle and write for yourself, then ask and answer. Khoanh và viết về bản thân bạn. Tiếp theo hỏi và trả lời. Yes.
Đầu tiên thì mình sẽ quanh và nói với bản thân mình trước nhé. Ở đây có một từ mới đó là role model. Do you know role model? No. Nghĩa model. Do you know the model? Next top model. Chính là cái gì nhỉ? Mình có biết chương trình đấy không? Model chính là cái người mẫu hoặc là một cái hình mẫu. Ở đây thì chúng ta dịch là role model là cái hình mẫu hay chính là cái tấm gương mà mình nói theo ấy. Role. Yeah. Mẫu thường là hình mẫu lý tưởng đúng không? Hey. A role, a good role model thì cũng có good hoặc là bad, tức là sẽ có những tấm gương xấu với những tấm gương tốt, đúng không? Now we will find out the definition of a good role model. Tức là chúng ta sẽ tìm hiểu cái định nghĩa về một cái tấm gương tốt nhé. Who arrives late or on time? Arrive là đến. So a good role model is someone who Who gì? Một tấm gương tốt thì là nên đi muộn hay là đi đúng giờ? Đúng giờ, on time. Yes, can you read the same sentence? A good role model is someone on time. Someone who arrive on time. Nhớ chứ không? Mình đang ôn tập lại cái gì nhỉ? Who hay là quick hay là that? Nhưng buổi trước mình học gọi là gì nhỉ? Là mệnh đề quan hệ. Yes, mệnh đề quan hệ. Cái từ who ở đây chính là thay cho cái ngôn ngữ danh từ. A good role model is someone mature. Mình nghĩ là một người tốt, một tấm gương tốt thì nên lắng nghe nhiều hơn hay nên nói nhiều hơn? Nên lắng nghe nhiều hơn hả cô? So what is the question? A good role model is someone who listens more. Next. Three. A good role model is someone who share. Four. A good role model is someone who work hand of work. Hard. Hard là chăm chỉ ở công việc. Yes, làm việc chính trị. Next. Number five. A good role model is someone who plays after doing homework. Next. A good role model is someone who help at home. Next. A good role model is someone who says please and thank you. A good role model is someone who thinks before doing. Làm trước khi nghĩ. Okay, now you will answer the question. I will ask. Then we will change the role. Đầu tiên là cô sẽ hỏi, trả lời, sau đó là cô sẽ hỏi, cô trả lời. Do you arrive on time? Yes, I do. Do you listen more? Yes, I do. Do you share?
No, I don't. You don't share? Yeah. So you should share with other people. Eh? Yeah. Mm-hmm. Do you work hard? Yes, I do. Mm-hmm. Okay, now you can make question and I will answer. Next. Yeah. Do you do you play after doing homework? Nguyên nhân thì cái động từ khi mà trong câu hỏi ấy thì mình sẽ phải ở trạng thái gì? Nguyên thể. Vì sao mình lại có trợ từ do ở đây? Okay. Wow. Nên là không có plays mà chỉ là do you play? Yeah. Yes, I do. Yeah. Next question. Do you help at home? Yes, I do. Do you say please and thank you? Yes, I do. Do you think before doing? Mm-hmm. Yes, I do, but not always. Sometimes I do before thinking. You should thinking before doing. You should think. Yes. Yeah, you should think before. Yes, very good sentence. Ý của mình nói rất là đúng không? Sửa không phải sửa bệnh. Okay, I think that's all for today. So can you summarize what we have learned today? We learned today, we practiced about listening, speaking, and how about the grammar? Pháp mình ôn tập lại nội dung gì? We practice about mệnh đề quan hệ, em không biết nói tiếng Anh nhưng mà tiếng Việt thì reality law. Reality clauses. On grammar, we practice about relative clauses. Yeah, clause. Yeah. Mm-hmm. Thank you. So remember to do your homework. Yeah. Bye bye. Goodbye, teachers. Good evening. Thank you. Good night. Yeah.